Dù không cùng chung một ngôn ngữ, không cùng chung sắc tộc, nhưng người Khùa dân tộc Bru Vân Kiều và người Mày dân tộc Chứt được ví như hai người con song sinh của núi rừng miền đất Cha Lo Minh Hóa Quảng Bình. Được xem là chủ nhân của những cánh rừng Trường Sơn, người Khùa, người Mày cùng với người Sách dựng nhà lập bản tại các thung lũng của dãy núi Sắc Màn. Nơi đầu nguồn những dòng suối, trên đỉnh của những ngọn núi, tiếng khèn bè cùng điều lâm vẫn vang lên, kể về truyền thuyết mối tình đẹp của Thông Ma, chàng trai Khùa dũng cảm, và nàng Ylen, cô gái Mày xinh đẹp, son sắt thủy chung, đã hóa đá bất tử, làm nên cổng trời huyền thoại. Bun chơ tê chứ ngày nay tìm bỏ lơi tê bỏ tổng bố nha lè xem lè ngoài mền cứ tăng mất nay tê bun mê xem bỏ lơi nâng tê ai cùng tê bun rõ lè xem mới cứ tay tê tổng mất nay tê bèn lên núi léo tê bun mê xem. Những ai tớ bớt kế vẫn cố gắng tớ bớt mực tầng này. Tớ bớt chỉ ai tớ tớ bớt phở này nàng. Kế kế mên sẽ lầm là chém. Mên ai tớ tớ bớt châm. Tớ mên kế tớ bớt mi. Để mi phở tăng lời xem lệ nàng. Kế tớ bớt bạc câu phuộc này. Xem ai ở tầng này. Bên đường đại kỳ lại kẹp phở tay cho vườn xanh là nắng. Xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, nơi có đến 95% là đồng bào dân tộc sinh sống. Trong đó, người Khùa có đến 1.350 nhân khẩu, người Mày 1.312 nhân khẩu, người Sách 600 nhân khẩu và người Kinh 44 nhân khẩu. Nằm trong dòng chảy văn hóa giao thoa Việt Lào, người Khùa, người Mày, người Sách có chung trang phục và mang nhiều nét tương đồng trong tập quán lao động văn hóa tín ngưỡng. Kể từ khi rời bỏ cuộc sống du canh du cư, phát đốt cốt trịa, đời sống có nhiều bước phát triển hơn trước, nhưng người Khùa, người Mày, người Sách vẫn giữ tập quán sinh hoạt đặc trưng của người vùng cao Quảng Bình. Chợ Ylen nằm ở trung tâm xã Dân Hóa, mỗi tháng 3 phiên, đó là những ngày chợ tấp nập kẻ mua người bán đông đúc. Chợ Ylen có đủ các mặt hàng là sản vật của người dân địa phương, cho đến các mặt hàng từ miền xuôi mang đến, từ bên kia biên giới nước bạn Lào đưa sang. Những chiếc váy thổ cẩm dài ôm lấy đôi bàn chân dày dặn chai sần của những người phụ nữ miền cao, và rất khó để phân biệt đâu là người Sách, người Khùa, người Mày, người Lào. Văn hóa đã hòa thành một dòng chảy. Người Lào, người Khùa, người Mày, người Sách uống chung một nguồn nước, hát chung một bài hát, múa cùng một điệu múa, và đã cùng chung một chiến hào đánh giặc ngoài xâm. Tình đoàn kết gắn bó keo sơn đã trở thành vũ khí lớn để những bản làng trên thung sâu dải núi Sắc Màn tự vững bình yên miền đất biên cương. Tiếng khèn lăm trầm hùng cất lên, lay động những cánh rừng đài ngàn Trường Sơn, báo hiệu những ngày hồi tưng bừng lại về với bản làng, các đồng bào dân tộc anh em chung sống trên miền đất Cha Lo cổng trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Già Hồ Thông, chủ tịch hội người cao tuổi xã Dân Hóa. Ông già của 70 tuổi này không chỉ là người uy tín đối với cộng đồng dân tộc mình, mà còn được người Sách, người Mày nể trọng. Sinh ra trong một dòng tộc lớn của người Khùa chính thống, Hồ Thông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Phỏm, luôn đi đầu gương mẫu trong các hoạt động xây dựng nông thôn. Già Hồ Thông còn là người có công gìn giữ các mỹ tục của người Khùa. Hồ Thông cũng như bao nhiêu người đàn ông Khùa khác, không ai là không biết hát lăm và sử dụng khèn bè. Đó là giai điệu âm nhạc gắn liền với cuộc sống của mỗi người Khùa, người Mày. Từ khi lọt lòng, được làm lễ đặt tên cho đến lúc trưởng thành, mỗi người Khùa, người Mày tham gia nhiều các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, và đó cũng là lúc tiếng khèn cất lên giai điệu linh thiêng, gọi các vị thần, gọi những người con, người Mày, người Khùa về với bản làng. Gần gũi với văn hóa Lào, nghi lễ buộc cổ chỉ tay diễn ra vào dịp năm mới. Đó là lúc người Khùa cầu các vị thần mang bình yên đến với mỗi con người. Người già thực hiện nghi lễ và những người tham gia cũng được chúc phúc bằng sợi chỉ linh thiêng mang nhiều ước vọng của người Khùa. Đó cũng là nghi lễ mà những người ngoài cộng đồng không chỉ được tham gia mà còn được xem như một thành viên chính thức của buổi lễ. Sau phần nghi thức, phần hồi được diễn ra bên ché điều cần và cuộc vui sẽ còn được nối dài với những ngày xuân trên miền đất biên cương bằng những vũ điệu lăm truyền thống. Người hát lăm đắm say trong những bài hát ca người quê hương, ca người những người anh hùng của bản làng, và không quên kể về truyền thuyết nàng Y Leng và chàng Thông Ma. Mỗi khi tiếng khèn, điệu hát lăm cất lên, người Khùa, người Mày, người Sách đều có thể cùng nhau nhảy múa. Người Khùa, người Mày hay người Lào cùng có chung một điều khèn, điều múa, chỉ khác nhau ngôn ngữ thể hiện bài hát. Trời ơi!
bắt thấy rõ lờ xem ai thơ bữa nay vì long vì ba hay quá cho rõ lờ lê cái khen là bất kỳ lê gì vẫn có hết à, nếu mà lê không có khen thì cũng không được vui mấy mà lê có khen thì dù là khi mà đã uống người ly hay hai ly là đều là ai cũng muốn hát muốn hò muốn lâm à, thì là biết học chuyện là biết hát biết thôi khen vô là cái đặc điểm của khen là đã nghe tiếng khen thì là ai cũng muốn hát cả. Nhân đọc khô lê dùng khen về rất có hiệu quả, bên Lào cũng dùng mà ở đây cũng dùng. Nhưng mà dùng nhiều cái gì mình dùng đến kênh bê, cái nào không dùng đến, không phải để cái nào cũng dùng hết. Vẫn ăn cơm bồi, mặc dù đã chủ động hơn trong sản xuất và ổn định lương thực, người Khùa, người Mày, người Sách vẫn yêu khèn bè cùng vũ điệu lam truyền thống. Mặc dù cơn bão hồi nhập văn hóa đang ùa về, những người trẻ tại các bản làng đã có lúc không còn mặn mà với các giá trị văn hóa của mình, nhưng nỗ lực của những người như già Hồ Thong đã góp phần mang những giai điệu lam quay trở lại với không gian văn hóa của người Khùa người Mày. Trên những bản làng, mỗi khi tiếng hát lăm cất lên, nhà nhà người người lại náo nức hòa nhịp vào ngày vui với những vũ điệu đắm say. Tiếng khèn bè và các điệu hát lăm đã và đang kết nối mọi tâm hồn những người con chung sống trên miền biên cương cha lo cổng trường. Cái mới cái tay tết tổng mất đây trên bèn là núi léo tớ bơn đi xem những ai tớ bơn kia bơn cố gắng tớ bơn mực tầng này tớ bơn chỉ ai chờ tớ bơn phở này nà cái kế mình sẽ lầm là xem mình ai chờ tớ bơn châm men kia tớ bơn mi để mi phở tăng lời xem lẻ nàng kê tớ bơn bạp tô phuộc này xem ai ở tầng này men đường đại kia lại phè phở tê tớ bơn xem lẻ nàng